Hồng Vân và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chương trình dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên trong ngày hôm nay. Công việc nào ăn, công việc khác. Bạn hình mẫu của em là một bạn gái truyền thống. Có sexy không? Dạ không, như chị Hồng Vân là được á. Thì con có thể thay đổi thôi, thích mang kính thì con có thể mang kính, thích để tóc dài con có thể đuôi tóc dài, chủ yếu là có thể cho con được động lực hay không thôi mà thôi. Mời nhà trai. Đây, chào em trai, ngồi đi em. Bây giờ xin mời nhà gái. Mình giới thiệu về mình đi em trai. Em tên là Nguyễn Xuân Mỹ, năm nay 32 tuổi, em ở thị xã Hương Trà và tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghề nghiệp của em là em làm một kỹ sư nông nghiệp, hiện đang công tác tại Đà Lạt. Em làm về gì Mỹ? Em làm về những thị trường của thuộc bảo vệ thực vật các anh Linh. Dạ em sau đây em xin gửi đến khán giả bằng câu hò Huế ạ. Quang ơi Quang mời bạn Quang về hò Quang từ thành phố Huế thân thương đến Sài Gòn tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Ở đây có anh Quyền Linh đẹp trai cùng chị Hồng Vân mà xinh gái, ta ngồi kết lại các bạn nam về nữ nam. Hay quá. Em giới thiệu về mình đi. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh ở bên kia và chào bạn nam. Con tên là Nở, con sinh năm 95, hiện đang làm giáo viên mầm non quê cũng là ở Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Do môi trường làm việc nên thành ra là cũng phải bắt buộc là nói giọng nam, chứ gặp người Huế là con có thể sẵn sàng nói giọng Huế. Bây giờ con nói tiếng Huế đi. Tên Nở, thị Nở ấy. Dạ. Thị Nở luôn. Thì bên đây chị Phèo ấy. Dạ. Rắn rửa chá mà mê thì nợ chị Phèo, rắn mà đặt tên con thì nợ. Dạ chắc là do hồi nhỏ là do con khó nuôi. Rồi lấy dạ. Tên xấu để dạ. Cho dễ nuôi. Rồi bây giờ là cái nhược điểm, ưu điểm của con là chị Mô. Ưu điểm của con thì công việc nào ăn, công việc khác. Và nhược điểm của con thì dễ tính người, nhạy cảm. Con hát đi một bài đi con, hát bài giọng Huế đi. Không để mọi người chơi lâu hơn nữa thì con tặng đến chương trình bài hát Ước Gì Của Mỹ Tâm, đó cũng là bài ruột của con. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi. Rồi hay, giọng rất là hay. Mỹ có thích Mỹ Tâm không? Từ khi đến đây là em cũng có chọn hình mẫu lý tưởng của em là chị Mỹ Tâm và chị Hồng Vân á. Ô rửa ý. Em có tật xấu gì không? Thế lúc ngủ buổi tối thì hay nghiện rắn. Rồi bây giờ là con còn mấy mối tình rồi? Dạ con trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì không sao đâu, chỉ trải qua 3 tháng. Có mối tình tiếp theo thì con trải qua 5 năm. Khi lúc quen là ở ngoài Huế, con thì muốn lập nghiệp ở miền Nam, bạn kia thì là muốn về Bắc. Con xuất Mỹ. Rắn tình trường của em như thế nào ấy? Dạ em cũng có 2 mối tình. Dạ mối tình thứ nhất khi em và bạn gái kia đều thi rớt tốt nghiệp 12 thì thấy cùng cảnh ngộ á. Rồi sau đó là quen nhau một thời gian thì năm sau thì em đầu đại học nông lâm, còn bạn kia thì không đầu, cho nên là bạn kia phải vào Bình Phước để lập nghiệp. Nên là mà nói lượng cho thì nợ nghe chứ mà thi tâm cho ông Quyền Linh nghe. Dạ vậy là con mối tình thứ hai á thì chúng em quen nhau mà do tình yêu nó chưa lớn á, và vậy lại là do khác đào nữa. Em là đào Phật. Em thì muốn cục một cái mẫu hình như Mỹ Tâm hay là Hồng Vân đúng không? Cao hay thấp hay là trắng, da trắng hay nước tóc dài thế nào? Tóc dài, bằng bằng hình mẫu của em là một bạn gái truyền thống. Chèo đò sông Hương. Có sexy không? Dạ không. Không muốn bạn gái sexy ấy. Như chị Hồng Vân là được đấy. Tức là ăn mặc phải kiểu công cáo thương. Dạ đó đó. Rồi hiểu rồi. Thế con Mỹ. Con thì đơn giản thôi, tóc tai gọn gàng, cao hơn con, nói chung dễ nhìn là được. Mà bây giờ nó nói là nó không thích một người mà con gái là mặc đồ hở hang, răng bị tỉnh răng. Thì con có thể thay đổi thôi, thích mang kính thì con có thể mang kính, thích để tóc dài con có thể đuôi tóc dài, chủ yếu là có thể cho con được động lực hay không thôi mà thôi. Đúng rồi, hay quá. Rồi. Hay.
Bây giờ nè, em nói một chút điểm mạnh điểm yếu cho bên kia biết đi. Dạ, điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn. Và điểm mạnh thứ hai là của em là có năng khiếu về cái binh lùng viếng bóng đá. Đó về có thể hát hoặc là châu vắng nhẹ 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 được. Điểm yếu của em là em cũng sống hơi nội tâm cho nên em hay suy nghĩ sâu xa. Không mạnh cả cái môn thể thao. Thằng gái nhà tôi đây. Thôi rồi, chào con. Xinh gái quá. Giống như con cúp bé vậy đó, thấy không? Như là búp bê vậy đó. Bây giờ nếu mà đồng ý hai đứa hẹn hò thì khoảng bao lâu cho đàn trai bước tới? Con thì đơn giản sang năm cũng được và tháng sau cũng được. Nói chung là sẵn sàng rồi. Nhưng bây giờ em thử bình luận bóng đá cho Trường Vân nghe thử coi. Xin mời quý vị có hàng đến sân vận động Luzhniki, thành phố Moscow, thủ đô Cộng hòa Liên bang Nga để đón xem trận đấu chung kết giữa Pháp và Croatia. Trong trận đấu này, để tiện theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu đội hình hai đội bóng đã sân trong ngày hôm nay. Bên phía đội tuyển Croatia, thủ môn Suvasic, số 2 Ivan Perisic, số 4 Luka Modric, tác giả của hai bàn thắng trong trận đấu gặp đội tuyển Anh ở bán kết. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Croatia là bà Hồng Vân. Bên phía đội tuyển Pháp, thủ môn mang áo số 1 Hugo Lloris, số 2 anh Nguyễn Quyền Linh, anh đã phản lưới nhà trong trận đấu gặp đội tuyển Bỉ ở bán kết. Điều kiện trong trận đấu này là tổ trọng tài người Italia, trọng tài chính ông Roberto Rossetti, trọng tài bàn ông Kunika kia người Thổ Nhĩ Kỳ. Và được rồi. Không đứng thôi, chết đi chứ. Đã phản lưới nhà nào? Em thấy anh phản lưới nhà mãi. Anh phản bao chị không vẫn, anh chị không vẫn đã tốt mà anh đáng tốt. Đã phản lưỡi nhà không Vân à? Thôi tự nhiên nói hồi tôi nói vòng cái nó bắt tôi nhảy tiếng nữa. Mí nói đi. Thiệt cái tiếng Huế dễ cứng lắm. Nói người ta nói mà tướng. Bằng pha tiếng nó mạnh không lắm. Không pha tiếng, nói một hồi là nói không. Được. Mí nói được. Mí không thích bạn trai mí điện như thế nào? Giá trưởng. Có giá trưởng không? Dạ. Không. Không. Không thích nói nhiều kiểu nói nhàn. Không có nói nhạt nha, không có lấy không, á. Không nhầm. Không có nhạt phải không? Chị cái nào bình luận nó hơi nhạt, nhạt thôi phải không? Dạ, nói gì lắm. Thôi, nói nhạt, nói không, nói nhạt, nói gì. Bình luận mới gặp mấy cô thủ mà hai phản lời nha, thế em mình nhạt được. Dạ không, kiểu hai hước như vậy thì bình thường. Hai hước như rửa dạ. Là được, dạ. Là vui hiểu không? Rồi thôi được rồi, Trắng mới đi với ai nữa? Dạ em đi với Di và bạn và chị của bạn. Chào chị Hồng Vân. Ủa, tiếng Nam hả cưng? Dạ, em là người Huế, nhưng mà em cũng có thời gian ở trong Nam này lâu rồi. Thì, nói đi, nói tiếng Huế đi. Thì bằng Mỹ á, em xin lỗi là em quen rồi. Thì bằng Mỹ á, thì cái tính tình á, thì bạn hay hài hước. Nhưng mà được cái là bạn nó rất là người rất là tốt bụng. Bạn nữ bên này thì em thấy là bạn nữ bên này là có cái vẻ hiện đại, có cái cá tính. Hai bạn cũng hợp với nhau thì có thể cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Rồi, cảm ơn em. Đàn gái đi với ai? Yeah. Dạ con đi với mẹ nuôi và chị họ của con. Dạ. Xin chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân cùng toàn thể khán giả có mặt tại khán phòng hôm nay. Cách đây 2 năm á, tham dự chương trình Bản Mối Hẹn Hò tập 301 cho con trai của mình. Thì cháu, hai cháu đã thành đôi và kết hôn hồi tháng 7 vừa rồi. Dạ, bây giờ là cũng sắp có em bé. Hôm nay tôi trở lại đây trong vai trò của một người mẹ nuôi. Hy vọng bé sẽ tìm được một nửa mảnh ghép còn lại của đời mình ngay trên sân khấu của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hôm nay. Cháu trai ở bên đây á, tính tình cũng là dễ thương, vui tánh, là cũng có cái sự chín chắn ở đó. Nếu mà có duyên thì hai cháu cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn mẹ nuôi. Coi như người trong cuộc của Bạn Muốn Hẹn Hò ha. Đây, bây giờ mình mở rào thôi. Tập 301 thì Nhân với Ngân đã cưới nhau rồi. Bây giờ tập này không biết hai đứa sao nha. Em chào tặng quà xong. Em chào anh. Em thì anh cũng có món quà để tặng em. Em cũng có vài món quà để tặng anh. Đấy là món ăn em tự làm. Kem sushi hả? Khoan dạ. Hả? Dạ, anh có thể thử. Anh Linh, ăn liên quá. Em thử trước đi, nhiều dao lại anh. Em còn lại một miệng là dao lại anh á. Dạ rồi, để em mời chú. Ăn miếng cảm nhận thôi. Dạ, con mời chú. Rồi, cảm ơn con, để đây chú lo, khỏi lắm. Dạ. Hai đứa làm gì của hai đứa đi. Em còn có món quà nữa, tặng anh. Đấy là con gà bông, con heo. Biệt danh của em và tên gọi ở nhà ba mẹ em gọi em là heo. Còn đây là tầm thiệp em từ tay làm. Rồi, cảm ơn em, rất ý nghĩa. Giờ anh làm bài cho văn để tặng em nha. Cảnh đẹp cô đô, sông Hương núi Ngự con rồng. Con rồng chào tiên ơi.
tiếng hạc bay cao, lời ca dao đầu, lời ca tiếng hạc bay cao. Mời anh mời chị dừng chân ngắm nhìn Huế của tôi. Dạy. Cảm nhận lần đầu tiên em thấy qua cách nói chuyện thì em thấy anh dễ thương, hài hước. Mà Răng mới thấy là cái bé nở là giống thì nở không? Nở không thì em thấy chứ nở đấy. Thấy. Em thấy bạn gái cũng là dễ thương ấy. Dạ. Khi mà nếu mà làm về làm dâu nhà chồng thì em sẽ nghĩ những cái điều, những cái gì là thuận tiện và những cái gì là không thuận tiện. À, nói chung mẹ em thì cũng thích là trong gân. Trước khi lên chương trình mẹ cũng rất là lo lắng, sợ là chương trình sẽ mái mỗi người ở Bắc hay Nam gì đó, đó sợ xa mẹ. Hai chị gái trước cũng là chung ở Huế. Dạ. Em ở Hương Trà, ở xã đâu? Em ở xã Hải Dương. Biển hả? Dạ, mai một là như vậy là anh về ăn hải sản là không tốn tiền chứ? Em không biết ăn hải sản. Không biết hả? Anh dạ. Biết. Dạ. Hẹn hò mố. Dạ, hẹn hò mố em hả? Anh hiện tại anh đang làm sinh sống. Anh làm ở Đà Lạt. Em làm Sài Gòn phải không? Dạ. Anh làm Đà Lạt thì về cho mình chúng mình gặp nhau tại Đông Nai ở giữa cho tiền anh. Em là giảng viên mầm non hả? Dạ. Anh rất thích con nít. Dạ. Nói chung là một bay có ở nhà em rất là dễ thương. Em có khi nào về Đà Lạt chơi chứ? Dạ chưa, em chưa về Đà Lạt. Có rất nhiều dự định để đi Đà Lạt nhưng mà chưa có ai đi cùng. Bây giờ gặp anh rồi thì có dự định đó là sẽ sắp hơn. Chắc chắn một thời gian không xa. Sau này ví dụ mà nếu mà có gia đình thì em nghĩ là mấy người con sẽ là hợp lý. À, em nghĩ là 2 đến 3 đứa. Còn đối với anh trai gái anh cũng quan trọng vì trời dạ. Cho gì mình nhận nãy. Dạ đúng rồi, em vẫn thích con gái hơn. Anh thích trai hơn? Em thích gái. Bây giờ em bước tới, em nắm tay cô gái ấy. Em muốn nói những điều gì chân thành nhất từ trái tim của mình đối với cô gái ấy. Nào. Bây giờ mình không có hài hước nữa, mình tập trung vào con tim của mình nha. Anh muốn cùng em sẽ đi đến hết cái quãng đời còn lại. Anh nhìn bạn sao anh nói vậy? Các bạn phải lắng lòng lại, kiểm tra thật sự con tim mình có rung động hay chưa. Sau 3 tiếng đếm các bạn sẽ quyết định bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Nhìn về phía trước. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Để nắm tay nhau. Đấy, hai bạn cùng quê với nhau ha. Một nụ hôn đầu tiên. Xin phép mẹ đi. Con xin phép mẹ cho con hôn hai. À, một lần. Ây, nhọt lỗ tay. Dạ. Con trong má chứ ai. Em chưa biết húng. Lạnh lắm luôn á. Để em đi chợ em mua đồ ăn thì em không có mua đồ mặn. Em rất thích nấu ăn và làm thiết kế ra đồ chay. Thích nhất đó là em rất là thích ngủ và em không có chăm việc nhà. Đó, lý tưởng của em là tóc dài, không ăn nhậu, không hút thuốc. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đồng ý bấm nút hẹn hò. Hy vọng rằng họ sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời gia đình đàn gái. Chào Kinh. Mời nhà trai. Còn lại đường gì ngoài tay trắng buôn ba ngược xuôi. Bạn bè ngày nào giờ cũng bỏ ta đi thật xa. Mới có hôm nào còn nghe tiếng bạn thân tình. Mà giờ hôm nay mỗi bước ta đi quạnh hiu. Còn lại người tình, người cũng buông lời đời ta. Nghèo tội gì đâu mà em lỡ nói câu từ ly. Trời ơi, rồi đi. Linh ơi. Một Vân lời tưởng... chào rất là dễ thương. Đâu có, chào sao mà Vân tưởng là giống như cầu hôn Linh vậy đó. Mắt rất là say đắm nhìn ông mối. Vậy đó hả? Ừ. Trời, hấp dẫn quá. Trời ơi, em giới thiệu về mình coi. Dạ, chào chị Hồng Vân. Nhân dịp em đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, em tặng chị món quà kỷ niệm. Dạ, cảm ơn em. Trời ơi, chị được nhận quà trước luôn hả? Em giới thiệu đi cưng. Dạ,
Em biệt danh là Hà, năm nay 32 tuổi. Nghề nghiệp chính của Hà là gì nào? Em tốt nghiệp cao học với chuyên ngành là tài chính kế toán. Mình quê đâu vậy? Dạ, quê gốc là Hải Dương. Bây giờ là đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Em ở trọ bên quận 7, còn mẹ thì ở dưới Xuân Lộc ạ. Em trai nghe rõ chưa? Dạ, em nghe rõ rồi. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, anh xin chào chương trình cùng khán giả trường quay. Em tên là, họ tên Đặng Văn Anh, thương hiệu của em là Hoàng Anh. Em thường trú ở Lý Nhân, Hà Nam. Và hiện tại em đang công tác kinh doanh ở Cà Mau. Kinh doanh về cái gì? Em thiết kế, tư vấn, trang trí, sản xuất và thương mại nội thất, gỗ. Một bạn ở Hà Nam, một bạn ở Hải Dương. Thì quê quán thì gần, nhưng mà đang làm việc thì cách rất là xa. Nhưng mà làm việc Cà Mau hả? Đúng rồi, làm việc Cà Mau luôn. Em cũng có thể lên xuống Sài Gòn để làm hàng hóa đó. Bỏ hàng hóa. Rồi, Hà ơi. Dạ. Hà tức là nói là người ta gọi Hà là Hà, nhưng mà cái tên giấy tờ của Hà là gì? Dạ, trên giấy tờ là Vương Thị Hường. Vương Thị Hường. Vương Thị Hường nhưng mà mọi người hay gọi là Hà. À. Hà có cái sở thích gì? Dạ, sở thích nhất đó là em rất là thích ngủ. Không thích ăn hả? Ăn thì không có thích ăn lắm, không có cảm giác thèm ăn nhiều. Trời ơi, ước gì tôi được cái điểm tốt này, thực sự mà nói luôn. Ít nhất em phải có ăn chứ đúng không? Dạ có. Thích món gì nhất? Thích lẩu chay nhất ạ. Ủa, lẩu chay hả? Dạ. Tức là em thích ăn chay hả? Dạ. Chay trường hay là ăn chay theo ngày? Dạ thật ra mà để em đi chợ em mua đồ ăn thì em không có mua đồ mặn. Nhưng mà nếu mà em đi cùng công ty hoặc là cùng lớp thì mọi người ăn cái gì em ăn cái đó, tại vì mình không có muốn tạo cái sự. Nhưng mà em thích ăn chay đúng không? Em thích ăn chay đúng không? Anh thấy bên đây cũng cũng hợp lý đó nha. Nãy giờ thấy bên đây cũng có hư hướng chay đó. Em có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm ạ? Dạ nhiều khuyết điểm. Ví dụ như là thích người khác ủng hộ cái ý kiến của mình khi mình nêu ra trong tập thể, và em không có chăm việc nhà. Em có nóng tính không? Dạ có nóng tính. Nóng, cái nóng mà dễ sợ nhất của em là sao? Phang đồ. Dạ đồ thì không phang. Không phang. Dạ. Rồi là như thế nào? Nóng nhất thì em sẽ làm gì? Em có thể nói khá to tiếng. Khá to tiếng. Bây giờ em trai nói đi, khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em ấy là một khi đã nóng giận hoặc không thích một cái điều gì đó là im lặng. Im lặng, bên kia có khi phát ra tiếng, vậy là được. Những cái ưu điểm của em là gì? Ưu điểm của em thì em rất thích nấu ăn và làm thiết kế ra đồ chay. Thiết kế đồ chay luôn, dễ sợ chưa? Dạ. Em trai có mấy mối tình rồi? Ngày xưa thì em vào trong Cà Mau này ấy, thì năm 2008. Lúc bên em 22 tuổi thì ngày xưa còn chat chít trên Yahoo ấy, thì giống như là yêu theo kiểu mà trên mạng thôi. Tại thấy thích nghe giọng miền Nam. Giọng miền Nam mà cô ấy gọi nhầm vào cái cuộc điện thoại đó. Rồi thế tự nhiên thì em thích thì đủ duyên, thế là em đi vào trong ấy. Đi vào Nam luôn. Dạ, thì được khoảng cái chừng 2 tháng rồi em chia tay. Trời đất ơi, quay mới 2 tháng chia tay rồi. Dạ. Rồi còn mối tình nào nữa không? Còn một mối tình về sau này thì cô đấy cũng ở ngoài Bắc. Rồi quen mấy năm? Rồi quen nhau được chừng hơn 2 năm. Sao chia tay? Em thì sự nghiệp em còn phải lo cho nó vững chắc. Nhưng mà cô ấy thì cứ giống như là gia đình ép phải cưới liền. Cưới thì em bảo là chừng nào em phải lo kinh tế đầy đủ. Rồi. Thì em sẽ lo cái chuyện đấy sau. Thế là không hợp nhau rồi. Thì cô đấy Tết về Bắc hay là bị gia đình bắt ở ngoài ấy luôn. Rồi thế là lấy chồng ngoài đó. Còn mối tình nào nữa không? Dạ không ạ. Rồi đó, hai mối tình bên đây là vậy. Còn đó. Còn em sao? Dạ em thích nhiều, cảm giác yêu cũng nhiều, nhưng mà gọi là tình yêu mà gọi là đích thực như các bạn trẻ thì chắc là chưa. Tại vì trước đây em chưa có xác định một mối tình nào rõ ràng, chỉ đơn thuần là em thích đi cà phê nói chuyện. Có nghĩa là em chưa có ai mà một cái mối tình nào mà nó cụ thể và nó chính thức đúng không? Chào em gái. Để xác định một mối tình rõ ràng thì chưa ạ. Chưa luôn. Chưa có. Có nghĩa là bây giờ còn nguyên đai nguyên kiện không? Đó, chưa có bóc tem đó, hàng chưa đập thùng ấy ơi. Nói chung là bên là tình duyên nó cũng lận đận ha. Chưa có mối tình thật sự. Bây giờ mình muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em không có mẫu hình lý tưởng. Quan trọng là khi em gặp người đó em cảm nhận như thế nào thôi ạ. Rồi, dạ. Được rồi. Còn em có mẫu hình lý tưởng nào không? Bạn gái mẫu lý tưởng của em là tóc dài. Tóc dài. Người gì nữa là không ăn nhậu, không hút thuốc. Ăn chay không là chắc chắn không ăn nhậu rồi, em yên tâm. Rồi cái gì nữa nè? Em cái là chiều cao cũng phải từ 1m6 trở lên. Yên tâm đi, 1m65 luôn. Dạ, thì khuôn mặt dễ nhìn, dễ thương. Quá dễ thương luôn. Thôi bấy nhiêu là được rồi. Hôm nay em đi với ai vậy?
Dạ, em đi chung với mẹ và cô bạn thân nằm ở bệnh viện 30 tháng 4. À, mẹ cho ý kiến, mẹ cho cảm nhận đi mẹ. Thôi, qua chương trình này thì tôi, gia đình cũng cảm ơn biên tập, ban biên tập, anh Quyền Linh với lại chị Hồng Vân. Bây giờ thì gia đình cũng mong muốn là con thì lúc nào cũng luôn luôn tìm cho mình một con đường đi cho nó vững chắc để cho bố mẹ yên tâm. Nói chung là thấy bạn trai thì cũng được vui vẻ và cũng hợp về bên gia đình là bên Phật giáo. Thế thôi thì cũng cảm ơn gia đình và tất cả các khán giả ở trường quay. Dạ, rồi cảm ơn cô. Chúng ta đi với ai? Hôm nay em đi với má nuôi với em. Má nuôi hả? Em chào anh Việt Linh và chị Hồng Vân và khán giả. Em là mẹ nuôi của Hoàng Anh, được đến tham dự chương trình này. Thì thôi mình cũng rất mong để kết nối cho hai con để tìm hiểu xa hơn và tiến tới hạnh phúc. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Đó, các bạn tự cảm nhận nha. Mở rào. Tự cảm nhận về nhau nha. Ai, tôi nôn lúc tặng quà thôi. Quà chai á. Mình có món quà tặng cho mẹ. Em muốn không? Anh có thể bóc quà đâu. Bạn thấy món quà này sao? Có ý nghĩa không? Bạn có thể đọc lên. Mình đây là bốn con khỉ bằng gỗ hoàng đàn. Trời ơi, đây nè, đây nè. Đấy là cho mọi người thấy nè. Đó. Đây là món này em làm. Em mời đầu tiên em mời chị. Đây, để đây. Bên nhà nhà, bên nhà trai. Ngon. Thưởng thức trước em. Sao con mí người ta? Em mời chị Hồng Vân. Rồi, cảm ơn em. Nhân dịp em đến chương trình, em tặng anh Quỳnh Linh món quà làm kỷ niệm. Ngon quá à. Ngon không? Ngon lắm. Dạ, em cảm ơn. Bạn mắc cỡ lắm đó. Để giải quyết này cho, mấy này giải quyết nhanh lắm. Em anh thấy sao? Rất là ngon á. Dạ, ngon. Em tặng đi. Em tặng anh bức tranh làm kỷ niệm. Anh cảm ơn em nhiều. Dạ. Ý nghĩa bức tranh là gì nào? Đơn giản như là em thấy cô gái đó nó xinh xinh và giống em. Em có thể cho anh cầm tay được không? Cảm ơn em nhiều nhá. Dạ. Tay em ấm quá. Rồi. Người ta mạnh dạn ghê không? Đấy. Em ngồi đi em. Lớn hết rồi. Ngồi đi cơ. Cảm nhận về nhau thế nào? Thời gian của em hàng tuần hay hàng tháng em rảnh được vào những ngày nào? Dạ, không có cố định ngày rảnh. Nếu có quen nhau thì sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Và khi rảnh thì sẽ gặp nhau, xem như đó là sự tìm hiểu. Em có nghĩ định gì về nếu như mình có thể quen nhau và trong thời gian gần nhất? Có khi mình nếu mà được thì xác định thời gian đó là bao lâu em? Thật tâm thì em cũng muốn bắt đầu chuyện hẹn hò. Nhưng mà có còn chuyện lấy chồng thì thực sự em chưa có nghĩ tới. Thì thế anh với nó là mình cứ hẹn hò, nếu như mình tìm hiểu mà mình cảm thấy cái duyên lành nó được đến với nhau đó, thì có thể là mình sẽ tiến tới gần nhất, đúng không em? Hay là em vẫn cứ nghĩ cái tìm hiểu hay là cái yêu đương nó vẫn là có một khoảng cách xa vời? Em đã rút kinh nghiệm của em là nhiều lần em cũng có cảm xúc để hẹn hò, để cà phê. Nhưng mà chỉ được thời gian ngắn thôi, cái cảm xúc đó nó chắc mất. Em không chịu bọc lo em... chia sẻ đó. Nên là em cũng không chắc là, dạ, nói chung là không dám hứa trước cái gì cả. Cứ để mọi chuyện tự nhiên và quan trọng là mình cảm nhận về nhau như thế nào. Thì lúc đó mới có thể biết được mình cần làm gì. Và nhờ cái sự tương tác của chương trình hẹn hò mà mình gặp nhau cũng là đã có duyên. Anh cũng nghe cái câu mà các cụ nói cũng hay. Dạ. Cái câu nói này là 100 năm trước thì ta chưa gặp, 100 năm sau biết gặp hay không. Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui đi. Cuộc đời như nước chảy, hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Em cứ bộc lộ từ trong cái lòng của mình nghĩ sao á. Mình không cần phải, ví dụ như cảm nhận đầu tiên đó là em cảm thấy là anh là có thể là một người bạn. Có thể là hợp nhau về cái gọi là cách sống. Chỉ vậy thôi ạ. Còn hơn nữa thì em chưa có biết gì để nói thêm. Anh thấy thế này nè. Một chàng trai rất là chân tình, rất là tình cảm. Còn một cô gái có lẽ chưa chuẩn bị gì cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Anh thấy là như thế. Bây giờ nè, em đã muốn, tức là em đã sẵn sàng chuẩn bị mở cái cánh cửa của cái căn phòng mà 30 mấy năm em ở trong đó chưa? Dạ, thôi để không mất thời gian của anh chị và của anh. Mình bấm nút bắt đầu mối quan hệ là bạn bè. Ok, anh sẽ đồng ý chuyện đó. Bấm nút không phải là bạn bè với nhau. Dạ.
Thật sự á, là 7 năm qua rồi. Dạ. Chúng tôi muốn các bạn phải có một chút rung động gì đó. Bởi vì khi bấm nút các bạn sẽ hôn nhau đấy. Em có nghe điều đó không? Hôn má, hôn má. Bấm nút. No, 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 no. Nếu các bạn chưa chuẩn bị cho điều đó thì chúng ta cũng không phải điều gì phải cần bấm nút cả. Hồi xưa giờ anh chưa bao giờ chen vào cái chuyện bấm nút hay bấm nút cả. Dạ. Như theo anh á, nếu dạ, chưa có điều gì xảy ra đừng bấm nút. Bởi vì bấm nút là chúng ta đã trao duyên nhau, chúng ta đã cho phép người khác tìm hiểu mình. Dạ. Và tiến đến điều xa hơn nữa. Em ít cho các bạn trai một hy vọng lúc đầu đó. Vô tình mình cho họ cái gọi là cái cơ hội, sau đó mình lại lấy lại thì em thấy là nó cũng không có hay. Em rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Quyền Linh, cảm ơn chị Hồng Vân và cảm ơn anh. Nhưng mà với cảm xúc hiện tại của em xin nói luôn em không bấm nút. Xin lỗi mọi người. Rồi. Rồi. Vậy thì chàng trai, cô ấy đã nói luôn là cô ấy không bấm nút, còn em thì thế nào? Trong lòng của em á thì thực sự thì em cũng không muốn nói dối trong lòng của mình. Đúng. Vừa nãy em thấy bạn rất căng thẳng. Em không muốn là bấm để chơi, để vui. Vừa em suy nghĩ, em nhìn trong tất cả lời nói và hành động. Và thật lòng em cũng sẽ nghĩ là em sẽ không ấn nút. Mình gặp nhau nó là cái duyên. Nhưng còn cái nợ ấy, thì nó thực sự ấy, nó còn xa vời lắm. Đây cũng là cặp đôi đầu tiên mà hai bạn đã nói trước là không bấm nút. Và hai bạn ấy bấm nắm tay nhau. Không, nắm tay là mình đã là gặp nhau là có duyên, là bạn thôi. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ thật của lòng mình. Bởi vì chúng tôi không muốn các bạn bấm mà trái với trái tim của mình. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Chúc mà các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Cảm ơn món quà của em gái nha. Anh cảm ơn. Thế bắt tay. Đây. Chúc em luôn luôn thành đạt trên công việc. Và cũng như ý chí và con tim của em sẽ một ngày nào đó rung động và sẽ gặp một người em. Món quà của bạn trai này giữ lấy đi. Dạ. Để nhớ một ngày. Giữ chứ, kỷ niệm mà. Kỷ niệm. Dạ. Rồi, cảm ơn các bạn tham gia chương trình. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. 7 năm rồi quý vị, rất nhiều cảm xúc. Nhưng ngày hôm nay, một cảm xúc rất đặc biệt với Quyền Linh. Và một chia sẻ với tất cả các bạn, nếu chúng ta chưa sẵn sàng, chúng ta đừng đến bạn của hẹn hò. Hãy sẵn sàng, chúng ta hãy đến để chúng tôi có thể kết nối, chúng ta có thể rút ngắn con đường trở lại để các bạn đi đến hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ thì Quyền Linh, Hồng Vân xin chào và hẹn gặp lại.